Chào cả nhà. Bình thường thì khi mà mình hướng dẫn trên lớp, mình không có những cái hình ảnh trực quan để cho mọi người có thể hình dung về cơ thể của mình nó hoạt động như thế nào, từ phép thở cho đến luyện tập. Thì ngày hôm nay, thông qua một cái đoạn phim này, em sẽ cho mọi người nhìn thấy về cái phép thở vụng mà mình vẫn thực hiện. Mình hay nghe nói đến cơ hoành, nhưng không phải ai mình cũng hình dung và mình cũng cảm nhận được cách thức hoạt động của cơ hoành như thế nào. Thì tập mình phải biết rõ mình thì cái việc luyện tập nó sẽ cho cái hiệu quả cao hơn và cái sự cảm nhận rõ ràng hơn. Bây giờ mình sẽ cùng xem một cái đoạn phim về cấu tạo cơ hoành cũng như là cái sự hoạt động của nó trong quá trình mình hô hấp như thế nào. Cái lớp cơ màu nâu nâu này chính là cái màng cơ hoành mà em vẫn hay hướng dẫn. Mọi người để ý ha. Khi hít vào, cái dấu mũi tên đi lên tức là mình hít vào. Đấy, khi mình hít vào thì cái cơ hoành của mình hạ xuống và cái xương đòn của mình nó sẽ được kéo lên ở cuối thì hít. Mình quan sát lại nhé. Đây là những cái phần cơ nó sẽ được kích hoạt trong quá trình mà mình luyện thở. Đây, cơ hoành hạ xuống và nâng lên. Cơ hoành nó giống như là một cái massage và cái massage này nó làm việc cực kỳ năng suất. Mỗi ngày nó massage cho chúng ta 24.000 lần. Tham 4 tiếng nó tương đương với 24.000 lần massage như vậy. Thì khi mà mình hít thở đúng cách, mình không cần phải sử dụng các máy móc hay các công cụ hỗ trợ gì thì các cơ quan nội tạng của mình nó cũng được massage. Và theo nghiên cứu thì khi cơ quan nội tạng của mình thường xuyên được massage, đồng nghĩa với cái sự hoạt động của nó sẽ được thường xuyên, nó được chăm sóc và nó giống như là nó một cái cỗ máy mà nó được thường xuyên được bảo trì thì cái tuổi thọ của nó sẽ dài hơn so với những cái cỗ máy mà không được bảo trì. Và khi mà mình thở bằng cơ hoành như vậy, nó sẽ giúp cho mình càng ngày càng trẻ hóa ra. Các cơ quan nội tạng của mình nó sẽ làm việc tốt thì nó sẽ thể hiện trên cái vẻ bề ngoài của mình. Ví dụ là tim của mình hoạt động tốt thì nó sẽ hỗ trợ đẩy máu đi. Khí huyết lưu thông thì lúc nào sắc diện của chúng ta cũng hồng hào. Việc tiêu hóa của chúng ta tốt thì người của chúng ta lúc nào nó cũng sáng, cái da của mình nó sáng. Ví dụ như ruột của mình nó cũng lúc nào nó cũng được massage và nó được đào thải độc tố thì nó sẽ không còn những cái chất cặn bã, những cái độc tố ở trong đường ruột nữa. Gan thận của mình cũng vậy, là những nơi thường xuyên lọc sạch độc tố, nay nó được làm việc hiệu quả thì độc tố nó sẽ cũng được đào thải ra bên ngoài. Do đó một cái phương pháp hít thở mà mình nghĩ là nó bình thường nhưng nó cực kỳ mang lại rất là nhiều lợi ích cho cơ thể của mình. Và khi mình thực hành các tư thế thì mình không thể thiếu việc thở. Thở càng sâu vào trong tư thế thì nó càng hiệu quả. Thực chất những cái tư thế là nó cho mình những cái trải nghiệm của phép thở khác nhau trên từng bộ phận khác nhau để mọi người hiểu là việc thở nó rất là quan trọng. Rồi tiếp tục mình nhìn những cái cơ này. Khi mình hít vào, mình sẽ cảm thấy cái phần lưng trên của mình nó khá là căng, là do cái cơ này hoạt động. Đây là cơ hoành, còn đây là cơ dựng cột sống. Cứ như vậy hít thở thì nó sẽ lần lượt kéo giãn, cho nên cột sống của mình cũng được tập luyện trong cái quá trình mình hít thở. Mặc dù là mình không nhìn thấy, nhưng mà nếu mà mình cảm nhận tinh tế vào cơ thể mình sẽ thấy được nó đang có sự chuyển động rất là nhỏ. Đây là lồng ngực. Khi mà mình hít thở đúng cuối thì hít thì là pha lồng ngực. Lồng ngực nó sẽ mở rộng tối đa và hai cái xương đòn nâng lên. Nó sẽ khác so với việc mình vừa hít lồng ngực đã nâng cao nhé cả nhà. Cái này kết thúc hơi hít lồng ngực mới nâng cao. Rồi mình hình dung đây giống như một cái xô nước. Khi mình hít vào nó nâng cái lồng ngực lên và hở ra cái lồng ngực hạ xuống. Và cái xương sườn của mình cũng vậy. Xương sườn của mình khi hít vào nó giãn nở ra về ba chiều. Khi thở ra thì nó thu lại. Thì các cái hớ cơ liên sườn của mình nó cũng được tập thể dục thường xuyên.
Và một cái mình lưu ý khi mình hít thở bụng đó là mình phải có sự kiểm soát đai bụng, tức là mình kiểm soát từ phần rốn trở xuống, mình rút nó vào trong và mình siết cái hậu môn của mình lại, kéo nó lên trên. Thì cái động tác này nó sẽ giúp cho mình luyện tập mà cái bụng của mình không to ra nhé. Hãy tưởng tượng cái khoang bụng của mình nó giống như một cái nồi áp suất và cái cơ hoành nó giống như một cái piston đẩy lên và đẩy xuống. Khi mà mình hít vào, cái piston nó sẽ đẩy xuống, nó sẽ ép vào các cơ quan nội tạng, thì dĩ nhiên nó sẽ ép về phía trước lẫn ở phần dưới. Khi mà nó ép về phía trước, nếu mình không có siết cơ bụng lại thì nó cứ càng ngày nó càng giãn ra, mà mỗi ngày như vậy mình giãn 24.000 lần thì có phải là cái cơ bụng của mình nó sẽ càng ngày càng chảy xệ ra. Còn so với việc mà mình thả lỏng thì mình phải siết lại. Khi mình hít thở như vậy mình siết lại thì nó ngược lại, nó sẽ giúp cho cái cơ bụng của mình săn chắc. Đó là về phía trước nha. Còn về phía cái ca phần cơ sàn chậu của mình là nó có rất là nhiều lớp cơ đỡ, nó dệt rất là dày, nó đỡ ở dưới cái phần đáy chậu của mình. Khi mình hít vào, áp lực từ cơ hoành đẩy xuống vào các cơ quan nội tạng. Nếu như mà mình không biết cách siết hậu môn thì nó đẩy, mình sẽ dễ bị cái chứng gọi là xa tử cung, xa trực tràng, xa bàng quang. Nên trong quá trình luyện tập mình phải siết lại, siết cả cái phần bụng dưới để nó ép vào trong và cái phần cơ sàn chậu để nó ép từ dưới lên trên, thì các cơ quan nội tạng của mình nó chịu sức ép từ trên, trước và dưới, nó sẽ được massage một cách mạnh mẽ thì người mình sẽ càng ngày càng khỏe, sẽ càng ngày càng trẻ hóa. Cho nên nhà mình sau khi mình xem cái clip trực quan về cơ hoành thì mình sẽ thường xuyên luyện tập lại cái hít thở và mình có kiểm soát cái cơ bụng ngang, tức là từ dưới rốn trở xuống, và cơ sàn chậu tức là cái phần cơ ở dưới nền cái chậu của mình, nó liên quan đến, nó có cái phần cơ hậu môn ở trong đó, thì mình tập nhíu lại giúp em ha.